Xin chào các em, hôm nay cô sẽ cùng chúng ta tham khảo thêm một cái loại câu bị động nữa nhá. Thì thường bị động của chúng ta, cấu trúc chung của nó sẽ là gì nhỉ? Sẽ là to be cộng với V3. Thì nào sẽ là to be ở thì đó, hiện tại sẽ là, ở thì hiện tại của chúng ta là is, am, are cộng với V3 đúng không? Là cột số 3, các bạn nói V3 chứ thực ra nói V3 không ai biết đâu. Nó sẽ là past participle, là PP. Đó, past participle là quá khứ phân từ nhá. Các em gọi V3 thì các em cứ gọi cho nó quen miệng cũng được, nhưng mà thường chúng ta sẽ nói là past participle. Rồi, hiện tại được quá khứ là was, were cộng với V3. Hiện tại hoàn thành là has hoặc là have. Been đúng không? To be của nó sẽ là been nhá, cộng với V3. Tương lai will verb ấy, thì sẽ là will be cộng với V3. Đó, to be cộng V3. Còn thì tiếp diễn đúng không? Tiếp diễn, quá khứ hoàn thành nữa. Quá khứ hoàn thành sẽ là has been cộng với V3. Còn nếu mà tiếp diễn thì các em sẽ cho thêm being vô đằng trước V3 thôi, để biết được nó đang diễn ra có in đó. Thì ví dụ như là cái hiện tại tiếp diễn của nó là is cộng với verb in đúng không? Thì bây giờ em sẽ nói là gì? Is, am, are cộng với being cộng với V3. Đó, em chỉ cần thêm cái being này vô đây thôi. Was, were cộng với being V3. Have been being. Thì tiếp diễn của em chỉ cần thêm chữ being vô nha. Tại vì là câu tiếp diễn phải có in. Đó, cộng với V3. Đây là cái dạng chung của câu bị động. Còn bây giờ chúng ta sẽ nói về câu bị động với các động từ tường thuật. Các động từ tường thuật thường chúng ta sẽ có là những động từ như thế này ha: think, consider, know, believe, say, suppose, suspect, rumor, declare. Đó là người ta nghĩ rằng, người ta cho rằng đúng không? Và những cái chủ ngữ của nó thường là people và they, là người ta hoặc là họ nghĩ rằng, người ta nghĩ rằng, người ta cho rằng, người ta tin rằng, người ta đồn rằng. Thì các em đã học về là câu bị động của cái loại này rồi. Bây giờ hôm nay cô sẽ nói về cái loại nâng cao, là khi mà em đã chuyển sang cái dạng là ai đó được cho rằng làm cái gì như thế nào, thì bây giờ em sẽ lại lấy tân ngữ của cái câu bị động lần thứ nhất này chuyển sang bị động lần thứ hai. Thì trong những cái dạng như thế này, em để ý cho cô là mình sẽ có những quy tắc nha. Quy tắc thứ nhất là em sẽ nhìn xem là hai động từ này nó có cùng thì không. Nếu mà cùng thì em sẽ chuyển sang là gì? Cùng thì sẽ là to verb ở cái vế thứ hai. Nếu mà khác thì em sẽ là to have V3 hoặc là past participle đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem để các em hiểu nhé. Ví dụ câu này: They rumored that the man killed his wife. Thì em thấy rumor và kill này cùng thì đúng không? Rumor ở quá khứ đơn. Thế nên bây giờ cô sẽ nói là ai, em sẽ lấy chủ ngữ thứ hai này lên lên làm câu chủ ngữ chính của câu là người đàn ông được đồn rằng, the man. Em thấy rumor là quá khứ đơn nên bị động của quá khứ đơn sẽ là to be, was, were cộng V3 đúng không? Was rumored to verb. Cái to này của cô muốn nói là ở khúc này này, tại vì là killed và rumor cùng thì nhau, thế nên ở đây em sẽ là to kill his wife. Người đàn ông được đồn rằng đã giết vợ ông ta. Thế nên to này là to verb. Hai thì giống nhau, lúc sau em bị động ở khu đằng trước, vế thứ hai sẽ là to verb. Bây giờ cô sẽ có chuyển sang thêm một lần nữa. Là các em đã học đến khúc này rồi đúng không? Bây giờ mình lại nói là his wife này là tân ngữ đúng không? Em lại mang lên làm chủ ngữ tiếp là vợ của cái người đàn ông ấy được đồn rằng đã bị giết. Thì bây giờ em lại bị động tiếp vào cái khúc này này. Rồi, chúng ta sẽ nói là and the man's wife was rumored. Em vẫn giữ nguyên cái phần này nha, được cho rằng gì? To. Thì em thấy là to cộng verb như này, câu bị động của to verb sẽ là gì nhỉ? Sau to động từ không chia mà bị động của nó là be cộng V3. Thế nên sẽ là to be V3 ở đây nhá. Nên ở đây sẽ là to be killed. To verb
Bị động của nó sẽ là be cộng V3 đúng không? Sau chu động từ không chia thì nên be vẫn là be. Nhưng bây giờ chúng ta lại bị động thêm một lần nữa ở đây. The man's wife was rumored to be killed. Đó. Thế nên hôm nay chúng ta sẽ học về cái loại câu này. À, đây là cùng thì. Bây giờ cô có khác thì sao? Khác thì ví dụ em thấy này. Rumor ở đây là hiện tại đơn. Killed ở đây là quá khứ đơn. À, em có sự khác thì là cái này xảy ra trước đúng không? Em sẽ, nếu mà khác thì chúng ta sẽ lùi về là to have cộng V3 chứ không phải là to verb. Giống như là ở đây là to kill nữa. Và bây giờ em sẽ phải nói bị động lần thứ nhất nhé. Là the man. Rumor ở đây là hiện tại đơn. Thế nên bị động ở đây là, bị động ở hiện tại đơn là is rumored to. Em thấy không? Em không nói là to kill nữa. Tại vì nếu mà to kill thì nó phải là hai thì cùng nhau đúng không? Mà cái này nó xảy ra trước nên em phải nói là to have cộng V3 để biết được cái này xảy ra trước. To have killed his wife. Người đàn ông được cho rằng đã giết vợ ông ta. Thế người đàn ông này chính trực tiếp làm cái hành động này. Bây giờ cô lại có tiếp bị động sang lần thứ hai nhé. Cô sẽ dùng là vợ của ông ta được đồn rằng đã bị giết bởi ông ta đúng không? Thì là em sẽ nói là the man's wife. Tại nếu em nói là his wife, không ai biết là his wife là ai, thế phải nói là the man's wife, vợ của người đàn ông, is rumored. Em vẫn lại tiếp tục dùng lại động từ ở bên đây nhá, động từ is rumored. Bị động tiếp ở vế đằng sau này, to have, đúng không? Thì bị động, em nhớ bị động của have V3 là gì không? Bị động của have V3 sẽ là, bên này mình có này, hoàn thành nè, thì là have been V3. Đó, thế nên chỉ là bị động của hoàn thành thôi. Ở đây sẽ là to have been V3. Been killed by him. Bởi ông ta, em bảo by him thì cũng được. Thế nên ở đây chúng ta lại có thêm bị động lần thứ hai nữa này. The man's wife is rumored to be, to have been killed by him. Okay? To have been killed by him. Thế nên khi mà làm sang cái dạng câu như thế này thì em phải xác định cho cô xem hai cái thì ở hai vế này nó có cùng chủ ngữ không. Nếu mà cùng chủ ngữ thì em sẽ là to verb, sau đó em lại đổi thêm một lần nữa sang là to be V3. Còn nếu mà hai cái động từ ở hai bên vế này khác thì nhau thì lần thứ nhất em đổi sẽ là to have V3, sau đó em lại chuyển tiếp thêm một lần nữa là lấy tân ngữ của cái này sang thì lại bị động tiếp là to have been V3. Ok. Đây là cái dạng khá là phổ biến ấy, nhưng mà thường ít sử dụng tại vì nó là cao cấp. Bây giờ cô sẽ có rất nhiều ví dụ để cho các em xem nhé. Thì ngoài là những cái thì như là hiện tại đơn cô dùng ở đây cho nó dễ, thì chúng ta cũng có những cái loại như là hai vế của nó khác thì, như cô có thì tiếp diễn nhé. Cô có thì tiếp diễn ví dụ như ở đây they think that she is leaving, thì tiếp diễn cũng tương tự thôi. Em cũng lại chuyển là gì? She is, đúng không em? Think của em là hiện tại đơn thì em chỉ là bị động ở hiện tại đơn. Is thought to, sau to là động từ không chia đúng không? Nhưng mà ở đây là thì tiếp, tiếp diễn to be cộng verb in. Thế nên sau này của em cũng phải là to be cộng verb in. To be living in London. Thế thôi, thì nó là thì tiếp diễn, em vẫn giữ nguyên thì của nó. Ok. Hoặc cô sẽ có thì quá khứ tiếp diễn này. Bên đây là gì? Bên đây là hiện tại đơn, và bên đây là quá khứ đơn. Hai cái khác thì nhau thì em sẽ nói là they think là hiện tại đơn, thì em nói là they are thought rồi to, thay vì là to verb đúng không? Thì ở bên đây của nó là khác thì nhau thì phải là to have cộng V3. To have cộng V3. Nhưng mà ở đây của em là thì tiếp diễn, quá khứ tiếp diễn, thì em phải nói là to have been doing. Ok. Thì vậy là chuyển về thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. To have been doing homework. Nhưng mà cái này thường cũng ít xảy ra lắm các em nhé. Cũng ít xài. Nên cô giới thiệu cho những bạn nào mà muốn nâng cao thôi. Cô sẽ có thêm một vài những cái ví dụ này. Villagers think that he broke into her house. Là những người dân làng thì nghĩ rằng
Anh ta đã đột nhập vô nhà của cô ấy. Em thấy thing và broke là hai cái khác thì nhau đúng không? Thì em sẽ nói là anh ta được cho rằng. Bao giờ mình cũng lấy lần thứ nhất mình lấy chủ ngữ của cái câu thứ hai ấy. He is thought. Đúng không? Tại thing này là hiện tại đơn, thế nên ở đây của em bị động ở hiện tại đơn là is thought. To. À, hai thì khác nhau, thế nên em không là to verb nữa mà em nói là to have với bà. To have broke thành broken into her house. Vô nhà cô ấy. Sang bắt đầu sang bị động lần thứ hai của em nữa này. Bị động lần thứ hai thì em sẽ nói là nhà của cô ấy được cho rằng đúng không? Bị đột nhập vô bởi anh ta. Thì em sẽ nói là her house. Vẫn là dùng cái động từ tường thuật ở đây nhé, tại vì động từ chính của nó ở đây. Rồi, is thought. Rồi được nghĩ rằng to lại bị động tiếp này. Have về bà thì em sẽ đổi là have been về bà. Have been broken into by him. By him em bỏ đi cũng được nhá. Thế các em thấy không? Khá là đơn giản nếu như mình hiểu bản chất của nó. Cô sẽ cho các em thêm một vài ví dụ ở đằng sau đây nha. Rồi trước khi giải thì các em sẽ nhớ là chúng ta việc đầu tiên sẽ xác định xem là hai thì đó nó có cùng, hai cái kỳ thì đó nó có cùng thì nhau không. À, ở đây rumor là quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn thì nó vẫn là quá khứ. Ok, thì cô sẽ nói là gì đây? The man sẽ là chủ ngữ chính này. À, still living. Thôi câu này không có tân ngữ, cô bỏ qua nhé. Câu này không có tân ngữ, em xem câu tiếp này. They declare that she won. Thì declare mới won là cùng thì đúng không? Và cái competition này là tân ngữ. Thì lát nữa sẽ là chủ ngữ chính của cái bị động lần thứ hai. Thì em sẽ thấy bị động lần thứ nhất thì em sẽ làm là gì? Lần thứ nhất em sẽ làm là she. Đúng không? Declare là quá khứ đơn thì em sẽ là was. Declared. Rồi, to verb nhé. Tại vì hai cái động từ này, hai vế cùng thì nhau. To win. Nhớ cho cô. Về sau to là động từ không chia. Won sẽ đổi thành win. The competition. Ok. Rồi bắt đầu sang đến bị động lần thứ hai thì em sẽ nói là cái cuộc thi này được tin rằng là thắng bởi cô ấy. Là the competition. Rồi, em vẫn chép lại động từ này cho cô. Was declared to gì đây? Tại vì là to win đúng không? Thế nên bị động của cái này sẽ là to be cộng với 3. To be won by her. Bỏ by her đi cũng được nhá. Thế nên lần này em sẽ có bị động lần thứ hai nữa là to be won by her. She was declared. The competition was declared to be won by her. Ok. Đến câu tiếp theo chúng ta sẽ có này. People nghĩ rằng, người ta nghĩ rằng thing này và represent là đại diện. Người ta nghĩ rằng Jack London's life and writing là cuộc sống và những cái tác phẩm của anh ta đó thì đại diện cho tình yêu về sự phiêu lưu của người Mỹ đó. Thì bây giờ em sẽ nói cái bị động lần thứ nhất nha. Bị động lần thứ nhất của em sẽ là cái Jack London's life và writing này sẽ làm chủ ngữ nhé. Thì được tin rằng đúng không? Thing là hiện tại đơn thì phải là is thought to gì? Represent. Thế rồi. Đại diện cho cái tình yêu về sự phiêu lưu của người người Mỹ. Ok. To represent. Thế thôi. Thế là bị động lần thứ nhất. Hai thì giống nhau, em nói là is thought to represent. Rồi bây giờ đến lần thứ hai cô bị động sang lần thứ hai tiếp nữa thì cô sẽ nói là cái tình yêu về sự phiêu lưu của người Mỹ thì được đại diện qua, được nghĩ là đại diện qua is thought, được nghĩ là to, thì bây giờ cô phải là to be cộng với bà, to be represented in ở đâu đó, ở trong Jack London's Life and Writing. Ở trong cái cuộc sống và những tác phẩm của Jack London đúng không? Các em thấy đó, is thought to be represented. Thì đây là
hai động từ ở hai vế giống nhau cùng ở hiện tại đơn. Tiếp cô có này. À, người ta nói rằng Lan nấu bữa tối mỗi ngày thì bây giờ em thấy say và cooks cùng hiện tại đơn nha. Cùng hiện tại đơn thì em sẽ nói lần thứ nhất em sẽ nói là Lan được nói rằng nấu bữa tối mỗi ngày đúng không? Lan say thì phải là is it to verb, ở đây là to cook dinner every day. Rồi đến bây giờ lần thứ hai thì em sẽ nói là em lấy tân ngữ này. Tân ngữ này lên là bữa tối ha. Dinner is it được nói rằng to được nấu bởi thì là to be với bà. To be cooked by Lan every day. Khá là đơn giản đúng không các em? Is it nhá. To be cooked. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có là khác thì nhau thì sao? Em thấy no này là hiện tại đơn, this là quá khứ đơn thì em không nói là to verb mà em phải lùi xuống là to have cộng V3. Thì bây giờ cô sẽ có là họ nói rằng cô ấy đã làm tất cả công việc. Bây giờ chúng ta sẽ lần thứ nhất là lấy chủ ngữ này nhá. Cô ấy được nói được được no là được biết đến. Cô ta được biết tới là đã làm tất cả công việc. She know là hiện tại đơn thì là is known to. Sau đây phải là to have V3 tại vì khác thì nhau. To have V3 là đứt thì thành to have done all the work. Tất cả các công việc. Bây giờ đến lần thứ hai thì em sẽ lấy gì? Tất cả các công việc này lên làm chủ ngữ của câu mới nhá. Tất cả các công việc được biết đến là làm bởi cô ấy. All the work is known, vẫn là is known hả? Bây giờ bị động tiếp này. To have been cộng V3. Have been, V3 là done by her. Thế thôi các em nhé. Is known này bây giờ em chép lại. Và to have been cộng V3. Tại vì khác thì nhau. Tiếp cô có suppose là cho rằng và are spending thì này thì tiếp diễn đúng không? Tiếp diễn thì em bỏ qua đi. Cô sẽ xem hai thì khác nhau này. Knows và painted. Em thấy không? Hai thì một thì là bên là quá khứ đơn. Còn một bên là hiện tại đơn này. Và bên này quá khứ đơn khác thì nhau nhé. Mọi người biết tới, biết rằng Picasso đã sơn cái portrait là cái bức chân dung. Thì bây giờ Picasso này sẽ là chủ ngữ. Trong câu bị động lần thứ nhất là Picasso được biết đến. Picasso is, đúng không? Picasso là số ít nên em dùng với is known. V3 này. To, tại vì painted là quá khứ đơn, phải là to have cộng V3. To have painted. V3 của nó vẫn là painted hả? The portrait. Portrait là bức chân dung. Bây giờ đến lần thứ hai, bị động của lần thứ hai thì em sẽ lấy cái portrait này lên làm tân ngữ. Em sẽ nói là the portrait is known. Rồi, to gì đây? Tại vì have cộng với V3 đó, thì bây giờ em bị động của nó sẽ là to have been V3 đúng không? Là to have been painted by Picasso. Dễ không các em? Thế nên sau nó phải là to have been cộng V3 nhé. Cô sẽ có number 8 của chúng ta là reported là thì quá khứ đơn. Had badly damaged là quá khứ hoàn thành. Cũng lại khác thì nhau này. Khác thì nhau thì bây giờ lần thứ nhất, khác thì nhau là to have V3 nhỉ. Lần thứ nhất cô sẽ nói là lửa đúng không? Được cho rằng, cái này sẽ là chủ ngữ. Lửa được báo cáo rằng đã phá hủy cái tòa nhà một cách tồi tệ. Thì em sẽ nói là fire. Reported là quá khứ đơn. Thế nên sẽ bị động là was reported to gì? To have V3 have badly damaged the building. Được chưa các em? Đây là lần thứ nhất là was reported to have damaged. Tại vì đây là khác thì nhau thì nên em phải nói là have cộng V3 để biết nó khác thì nhau. Lần thứ hai
cô sẽ bị động của lần thứ hai cô sẽ lấy cái building này lên làm chủ ngữ của câu bị động là cái tòa nhà được báo cáo rằng đã bị phá hủy nặng nề bởi lửa. Thì em nói là the building was reported to have been V3 này, to have been badly damaged by fire. Ok, thế nên ở đây bị động của nó là to have been cộng V3. Và các em nhớ là vị trí của trạng từ đứng ở đằng sau to be đúng không? Tiếp cô có câu số 9 này. They believe that the thieves broke the window. Thì họ tin rằng những tên trộm đã đập bể cái cửa cửa sổ. Thì bây giờ em thấy believe là hiện tại đơn, broke là quá khứ đơn, lại khác thì nhau rồi. Thì bây giờ cái chủ ngữ ở câu này sẽ lên làm chủ ngữ ở câu bị động số 1 nhá, lần 1. Thì em nói là the thieves believe là hiện tại đơn, thế nên em sẽ dùng là are believed to broke là khác thì nhau là to have V3, have broken V3 nhỉ, the window. Đấy. Đến lần thứ hai em sẽ lấy gì? Lấy cái window này sang làm chủ ngữ của câu bị động lần hai là cửa sổ đã được tin rằng bị làm bể bởi những tên trộm là the window is. Window này số ít thế nên em bây giờ em chuyển sang em phải là is believed, vẫn là hiện tại đúng không? To have been V3, have been broken by the thieves. Thế thôi các em nhé. Is believed, tại vì câu này believe ở hiện tại đơn. To have been broken, tại vì là cái thì ở đằng sau broke là quá khứ đơn, khác thì. Cô hy vọng là với những cái ví dụ trên đó thì các em đã hiểu được là cách mà mình chuyển câu bị động lần thứ hai của cái động từ bị động tường thuật. Và sau đây cô cũng có một vài những cái ví dụ này và mong rằng các em sẽ dành một chút ít thời gian để chúng ta làm từ câu 10 tới câu 14 nhé. Các em hãy viết cái đáp án của mình ở dưới comment ha. Và sau đó cô sẽ sửa lại cho các em. Thank you so much and I wish that you understood the lesson and if you have any questions, please write in the comment and write all the answers for number 10 to number 14. Thank you so much. Bye bye.